bát chúng một xuân đà ra rất miền ảnh dụ xài sạp làm cho năm hơi bà chậm bọn nít tu nơi đi bọc nhóm đập về thuê ca bà chậm bọn nít chia ở nụ bà thiên này dụ cả tháng đầm năm ô xa căm tu hôm tốt ca nghe cục cồng bụi đầm năm ô xa căm nây này dụ cả tháng đầm năm ô xa căm rồi bọc xuân cả xa căm mù là hết đại chậm sạp ra chất chờ rơ dục chậm liên cả xa căm nít cứ dương đăng tha bà tế Campuchia dương chia bà tế cả xa căm đại miền bà chê chôn dương mà tôi là bà chấp bọn này bà hai là chìa bạch sắp làm phía rồi này cả sẽ có đầy ảnh vọt vì sai cả sẽ cầm cả người cả sẽ cầm về miền xa rạc xâm khăn xâm rập bằng bình xâm đầy đầy tìm rơi ca rồi bỏ cả sẽ có dưỡng có đôi chìa bà chìa chôn bị phốp lộp họng này đầy tìm rơi ca xúc biên chìa bà chăm rồi thằng ngày đầy là ai khan đầy khan bằng bàn tôi xa tại bà phía sau bọc nhầm có lõ mọn này vì chìa xa dưỡng chô chất thơ chất án nó lừa cả nghề vận động vận đà cả sẽ có nó phơi cả nghề chỉ cầm được viên cả sẽ có nâng nẹp về chia sẻ tạo chiếu thưa cá đầm bay thưa cá chỉ mới quát thưa cá sắc xa tạo chiếu đầm bay bị chung bị phía xa đòi được bó chạy chậm lệ bắt bị sao được bỏ quát được viên dương xua tha tay quát tìm lời cả ấy mà ta có tham nhầm các bạn phải chạy cái tê lừa ấy cá đầm đỏ dương chỉ nẹp về chạy cái tê dương trời sắc xa rồi mưa rứa có dương chụp đo chụp liền bây giờ cái tiếng ở quát thời tam tụm đời ca là bỏ quát nít đại dương trong thưa ca nghe chụp mười cả có là bị ở quát sợ bài chật nên men tha từ đó chụp thật quát hơi quát miền bảy hai dương mình ở chui đặt sai nên mình men chia nhẹ cả sự cảm thế là tụm bây ở tình hợp quát đi chụp đoán hay chi hiệp quát bán được cho nên dương từ ca chui quát và chia chụp nấu chất chia chụp nấu chất đây là thứ hay mười tiết vì miền tràn đáy ở tại tôi mười tiết trong chui chất vừa cầm rung sáu sống đấy mà tha đặt tôi bị sai cả scam đặt tôi cả vật cả scam nhưng xe chưa cầm rung sáu sống tôi ăn cả ăn trả nhiệt lên nia làm bây từ tuột bàn thải bị cá mỏ phơi cá cầm trơ mà tha thì họ phải chụp bọn đi dương miền bảy nhà chụp ngư dương hai ta chụp ngư thấm mục chụp ngư thấm mục từ lơ tầm năm từ lỗ mì rồi chỉ nói hơi dương cất ta tai bảo màn phía rồi nên chụp ngư nâng hơi chỉ chuyên cả scam còn từ tuột bàn từ nập họ tiệp từ sai chụp ngư nâng hơi chụp nữ những việc cá chẳng mấy những thứ sắc xa bị bảy nhà nắng bị phía lừa bảy nhà nắng bán nhưng từ lọ mà với những điệp chọn thưa từ một xa sông bởi những chụp từ ăn cá ăn đại kiện là nói những ai sông quát những xa sông quát những thứ từ nẹt từ non quát là mấy ở quát đó chỉ thảo cá lừa cá ăn vót cá sắc xa sao chiều này ní cứ chia từng lọ một bọc nhầm tay để thôi chẳng này và sắp ngày ní nhầm ăn vót cá nghề sắc xa sao chiều giá cá mỗi giá cá đấy bỏm tay chấm lừa cá nghề sắc xa bùi bột ca nghe sắc xa sao chiêu bằng cách bụi bốt đồng bây ở bàn bò tình là bò bùa và sao chiên những nón bụi bốt mà phía khẳng cáo luộc nóng tìm ra được chứ này chừng khách khom thưa giang má ở miền chia là bò dương nhưng ta chia là bò dương đòi hạ ca chừng mùi nâng ông ca ổn trại chiên nền nia đại cu khẳng cáo bà tế hay nâng mần trây bò dương đồng bây riêng chom sắc xa bì bụi bốt hoặc đá rồi hô tạ đò hạ ca rây dương gọi bàn sắc xa sao chiêu nơi tam sát thà ní dương ban bình tranh bụi bột mùi đại dương hai tha bụi bột Campuchia nữa để đo tận tập học là hút đập ra sập thằng ấy nè hơi dương biến ca sắc xa sắc khá sả la bị chung bị phịa sạc nè đọt lại sầm lọp sầm ruột chung mùi cả score nâng ăn trái chiên nền nè nâng bên nâng cái nhóm có miên mụn nứt ti tu nứt ti sầm rạp điệp trong giờ xe chia cầm rung ban khắc khắc đầm bay dương sông chung nuôi kế đầm bay dương ăn vật càng nghề đôi chia pi chăn năm bay chăn năm cả lõm monic trong ban ta sẽ chưa cầm rốt là xong tức lùi bàn khắc khắc đầm bầy dưỡng ảm ạ phì vọt nơi đầm nắm ủ xạ cầm bỏ dưỡng đôi chìa bà chậm bán đi ca nghe cả sạc cầm dưỡng dưỡng biên ca lập bạc tông ta dưỡng nơi biên ca ai phì vọt nơi bà nhà hà rừng tìm xa để cả sạc dưỡng nơi ca lập bạc cầm nay dưỡng phà lật bàn chỉ trông tì thông hơi dưỡng thầm rời ca tìm xa đầm bầy lụa phà lật tập hò lại còn hơi cho nên hơi dưỡng chìa diêm sạc xa tẹo tiên rất thảm bá của các bạn tệ tin là vì nhiều tuần nó càng cay của xuống cả scam của thuê cách soạn giá cách bơm tiền khnề rồi những rất thảm bá chân của rê lạng lạng làm bay non tầm đánh tranh bị Campuchia làm bay ở cả scam dương non và lật tầm đánh rất thảm bá của các com này hàng cô nhiều bài nica control như thật ra các bảo thải cá của xuống cả scam các bảo chỉ cô nhiều bài riệp chậm
ហើយយើងខាងក្រោមជើងក្រោមនេះជាអ្នកអនុវត្តដែលសហការជាមួយកសិករអ្នកពាក់ព័ន្ធដៃគូផ្សេងៗដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែលបានធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះឲ្យបានរីកចម្រើនណាទាំងអស់នេះយើងត្រូវព្រមគ្នាជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំពេលខ្ញុំដឹងពីមុននទីតួនទីរបស់ខ្ញុំថាយើងត្រូវធ្វើអីដូច្នេះពេលយើងងើបពីព្រលឹមយើងត្រូវតែ ឆែកមើលយើងមើលនៅយើងហៅថាយើងមានប្រកបដែលទិនរបស់យើងតើយើងមានព័ត៌មានអីយើងមានសារអីមានអីចម្លើយដែលបើយើងអនុវត្តតែបើមិនមានទេយើងមកការងារជាប្រចាំហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបចំថាត្រូវមានផែនការអីយើងត្រូវធ្វើអីកានេះអាណាផែនការយើងមាន 2-3 ហើយហើយយើងមានគោលដៅយើងមានផែនការយើងមានគោលបំណងរបស់យើងហើយយើងដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើហើយក៏យើងតាមដានពិនិត្យទាំងតាមដានរបស់គាត់ដែរបើមិនបានយើងទៅជួបការទេក៏យើងអាចទូរស័ព្ទសួរគាត់ថាតើអាចអនុវត្តបានប្រហែលប៉ុន្មានភាគរយនៃការងារហ្នឹងតើបើមិនបានមូលហេតុអីឥឡូវយើងមានបញ្ហាអីទៀតបើមិនមានទេអាហ្នឹងក៏ជាការល្អអនុវត្តតាមប្រកបដី តែបើសិនមានបញ្ហាតើបញ្ហាអីយើងយកមកសិក្សាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនេះជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទដែលត្រូវធ្វើជាយុវជនវិញខ្ញុំចង់ឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងគាត់រៀនពីមូលដ្ឋានគឺពីកសិកម្មហើយដល់ពេលគាត់ចប់នៅកសិកម្មហ្នឹងអាមថាគាត់ចប់នៅបរិញ្ញាបត្រឬអនុបណ្ឌិតកសិកម្មខ្ញុំចង់ខ្ញុំផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យគាត់គួរគាត់ទៅជាគ្រូបង្រៀនយ៉ាងតិចពី 3 ទៅ 4 ឆ្នាំ អ្វីបានខ្ញុំឲ្យគាត់ជាគ្រូបង្រៀនទី1យើងត្រូវចេះដោះស្រាយចំណោមសិស្សហិងសិស្សគ្នាគាត់ឬក៏មិត្តភក្តិគ្នាគាត់ដូច្នេះយើងត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រូវជាអ្នកគ្រូបង្រៀនមួយនៅកសិកម្មយើងត្រូវមានជំនាញណាមួយច្បាស់ពិតប្រាកដមិនថាជំនាញណាដូចជាកុំព្យូទ័រដូចជាអង់គ្លេសដូចជំនាញបច្ចេកទេសពីដីឧទាហរណ៍ដូចជំនាញបច្ចេកទេសពីដំណាំដូចជំនាញបច្ចេកទេសពីសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្ប